Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải nghe A Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh đang lắng nghe bài giảng ngày hôm nay Ở bài số 6, chuyện, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu các văn bản và luyện tập phần thực hành tiếng Việt Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn và cùng các em đi rèn luyện kỹ năng viết thông qua bài Phân tích một tác phẩm truyện. Trước khi đi vào nội dung thực hành cụ thể, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó chính là phần định hướng. Đầu tiên các em cần phải hiểu, phân tích một tác phẩm truyện, đây là một kiểu bài nghị luận văn học mà trong đó người viết cần sử dụng những lý lẽ và bằng chứng để làm rõ một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đặc biệt, bài viết cần phải nêu được chủ đề dẫn ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm từ đó người viết nêu lên những nhận xét đánh giá của bản thân về những nét đặc sắc đó cái nội dung định hướng số 2 đó là để viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện thì kem cần phải lưu ý một số điều như sau thứ nhất là những cái yếu tố được nêu ra những cái nhận xét đánh giá về chuyện phải bám sát vào chủ đề cốt truyện nhân vật và những nét đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm đã được người viết phát hiện và khái quát. Cái thứ hai, đó là khi trước khi viết thì chúng ta cần phải tìm ý và lập dàn ý. Điều này thì chúng ta có thể căn cứ vào đề bài để có thể xác định cách tìm ý sao cho phù hợp. Cô gợi ý cho các em một số cách tìm ý như sau. Ví dụ như là chúng ta có thể đặt ra các câu hỏi hoặc là tìm ý bằng cách suy luận à, bằng cách so sánh và đối chiếu. Lưu ý số 3 đó là các nhận xét đánh giá trong bài văn về tác phẩm truyện, đặc biệt là các nét đặc sắc nghệ thuật cần phải rõ ràng, đúng đắn, có lý lẽ và bằng chứng thuyết phục. Chúng ta nên kết hợp các yếu tố cần phân tích với việc phát biểu những nhận xét, cảm nghĩ của bản thân về yếu tố ấy. Bài văn phân tích tác phẩm truyện thì cần phải có một cái bố cục thực sự là mạch lạc, lời văn chuẩn xác và gợi cảm. Sau khi đã cùng nhau đưa ra những cái định hướng, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, đó chính là phần thực hành. Nội dung thực hành đầu tiên đó là chúng ta sẽ thực hành viết theo các bước với đề bài đưa ra như sau. Phân tích chuyện ngắn lão hạc của Nam Cao, Đầu tiên ở bước chuẩn bị thì các em sẽ tiến hành xem lại nội dung đọc hiểu văn bản lão hạc của năm cao chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ở buổi trước. Sau đó là chúng ta cần phải nắm vững được các thông tin liên quan về mặt thể loại, các nhân vật cần chú ý, chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm truyện ngắn này. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta cùng chuyển sang bước số 2, đó chính là bước tìm ý và lập dàn ý. Ở bước tìm ý thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách đó là đặt ra và trả lời một số các câu hỏi. Các em có thể quan sát một số câu hỏi mà cô đưa ra ở trên màn hình. Sau khi đã tìm ý xong, chúng ta cùng đến với bước lập dàn ý bằng cách đó là sắp xếp các ý mà chúng ta đã tìm được theo bố cục 3 phần. Với phần mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu nhan đề, tác giả, thể loại và đưa ra những cái nhận xét chung nhất về tác phẩm này. Với thân bài thì chúng ta sẽ nêu ra chủ đề và phân tích các biểu hiện làm rõ chủ đề của tác phẩm. Cụ thể đó là phân tích nhan đề và đặc sắc của cốt truyện trong việc làm sáng tỏ chủ đề, phân tích các nhân vật để nhằm làm rõ chủ đề của truyện. Ví dụ như là nhân vật lão hạc thì chúng ta cần phải căn cứ vào những cái chi tiết về hoàn cảnh, hành động, việc làm, cử chỉ, lời nói, rồi là trong các mối quan hệ với các nhân vật khác như là con trai, với ông giáo, với cậu vàng, còn đối với nhân vật ông giáo thì chúng ta cần phải uh, đưa ra được chỉ ra được ông giáo là một người như thế nào được thể hiện thông qua những chi tiết nào và cuối cùng là chúng ta đi phân tích tác dụng của những nét đặc sắc nghệ thuật của truyện nghệ thuật khắc họa đặc điểm tính cách nhân vật bút phát miêu tả ngoại hình nội tâm và việc lựa chọn những cái chi tiết giàu ý nghĩa lời văn thì giản dị tự nhiên và phần cuối cùng đó chính là phần kết bài thì các em sẽ nhận xét khái quát về những giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện cũng như là nêu ra những cái tác động của chuyện đối với cá nhân người viết bài. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bước số 3, đó chính là bước thực hành viết. Ở bước này các em cần phải dựa vào dàn ý mà chúng ta đã tiến hành lập để lần lượt phân tích các yếu tố đặc sắc của truyện theo trình tự hợp lý. Và sau đây thì cô có một bài viết cho các em tham khảo như sau. Trong truyện ngắn Lão Hạc có hai nhân vật được tác giả Nam Cao đặc biệt chú trọng miêu tả, đó là Lão Hạc và Ông Giáo nhân vật lão hạc là đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội cũ lão quá vợ từ sớm và còn có một người con trai nhưng do hoàn cảnh nghèo đói quá nên con ông bỏ nhà đi vào đồn điền cao su để kiếm sống lập nghiệp lão hạc ở một mình với con chó tên là vàng để bầu bạn với lão đây là con chó trước khi đi lão con trai mua cho và lão hạc coi nó giống như một người bạn thân thiết duy nhất đối xử với nó như con của mình Mặc dù đời sống khó khăn, nhưng lão không đối xử tệ với con vàng bao giờ cả. Lão ăn gì thì con vàng ăn đấy. Cảnh nghèo đói cứ cuốn lấy, khiến cho lão hạc thấy rằng mình sắp không thể nuôi nổi con vàng nữa. Bởi, ông thì có thể ăn sung, ăn muối, nhưng con chó thì sao có thể ăn được những thứ đó. Rồi mặc dù ông đã sống tiết kiệm từng đồng để dành tiền cho con cưới vợ, nhưng một cơn bão cùng với việc lão ốm một trận thập tử nhất sinh khiến cho cơ nghiệp làm mảnh vườn nhỏ và số tiền dành dụng được bấy lâu bay sạch. Có thể nói, đây chính là hoàn cảnh điển hình, tấn bi kịch của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Trước hoàn cảnh nghèo khó ấy, tác giả đã viết ra nhằm ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người nông dân. Lão Hạc vốn là một người cần cù chăm chỉ, với bản tính tiết kiệm nên trước khi xảy ra biến cố thì ông vẫn đủ ăn và vẫn có thể tiết kiệm cho con trai bên cạnh đó ông còn là một người rất giàu tình cảm điều đó được thể hiện khi ông đối xử rất tốt với con chó vàng vì nghèo túng quá và không thể nuôi được con vàng nữa ông đã đành phải lừa bán nó đi lão hạc ngay sau khi lừa bán con chó thì cảm thấy vô cùng ân hận và cảm thấy mình xấu xa tới nỗi đi phản bội một con chó cuối cùng ông còn dùng bả chó mua được của binh tư để tự kết liễu cuộc đời mình qua những việc làm trên chúng ta có thể thấy lão hạc là một người rất có lòng tự trọng qua truyện ngắn lão hạc, nhà văn Nam Cao đã giúp chúng ta thấu hiểu được nỗi thống khổ trước cảnh nghèo đói và mặc dù trong hoàn cảnh ấy, nhưng con người vẫn giữ được tâm hồn cao đẹp, không bị tha hóa của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Sau khi chúng ta đã thực hiện viết xong, phần số 4 đó là chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa. Kem sẽ đọc lại bài viết của mình, đối chiếu với các yêu cầu được đưa ra trong bảng sau các phương diện mà chúng ta cần kiểm tra đó chính là nội dung và về mặt hình thức các em có thể trả lời các câu hỏi ở bảng đưa ra và cuối cùng là chúng ta cần phải đưa ra được cái đánh giá chung cuối cùng dành cho bài viết của mình bài viết này đã đáp ứng được các yêu cầu về mặt nội dung và hình thức hay xưa em cảm thấy hứng thú hoặc là cảm thấy khó khăn nhất ở cái phần nào ở trong phần thực hành viết sau khi chúng ta đã cùng nhau thực hành viết theo các bước, chúng ta cùng chuyển sang nội dung thực hành số 2, đó là rèn luyện kỹ năng phân tích tác dụng của yếu tố hình thức truyện. Đầu tiên về cách thức thì hiểu một tác phẩm truyện không chỉ là chúng ta hiểu nội dung như là chủ đề, tình cảm, thái độ của nhà văn mà chúng ta cần phải nhận biết và hiểu được các yếu tố về hình thức và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Các yếu tố hình thức của truyện thường được chú ý phân tích như nghệ thuật xây dựng nhân vật, cốt truyện, tình tiết lời văn ngôi kể. Và các em có thể quan sát một ví dụ ở trong sách giáo khoa trang số 29 về đoạn văn được sử dụng uh, kỹ năng phân tích các yếu tố về mặt hình thức và cũng như là chức năng của các câu văn đấy là gì? Bài tập đặt ra cho các em như sau: Viết đoạn văn phân tích tác dụng của cách kết thúc truyện Lão Hạc của tác giả Nam Cao. Với bài tập này cô đưa ra một đoạn văn cho các em tham khảo như sau: ở cuối chuyện lão hạc con người hiền lành lương thiện như lão hạc đã phải chết đau đớn và dữ dội nam cao đã rất khéo léo trong việc lựa chọn cách kết thúc chuyện không có hậu để lão hạc phải chết trong sự đau đớn dằn vặt nhưng qua cái chết của lão hạc giúp cho mọi người hiểu về con người quý trọng và thương xót lão hơn lão hạc vốn là người nông dân nghèo phải sống khổ sở tằn tiện để dành dụm tiền và luôn lo lắng cho tương lai của đứa con mình đến lúc bị dồn đến đường cùng đói kém mất mùa liên miên ốm đau lão phải đứng trước hai sự lựa chọn đó là cái sống và cái chết nếu lão sống thì lão sẽ ăn vào tiền bòn vườn phải bán đi mảnh vườn hoặc là tha hóa như minh tư còn nếu lão chết thì lão sẽ giữ lại được mảnh vườn giữ được tương lai cho đứa con trai và cuối cùng lão đã chọn cái chết lão tự xóa đi sự sống của mình để bảo toàn căn nhà mảnh vườn với niềm hy vọng con lão sẽ trở về Đặc biệt hơn, lão đã chọn cái chết như cái chết của một con vật, vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, hai mắt long sòng sọc, giật mạnh, vật vã đến hơn 2 giờ rồi mới chết. Qua đó, ta thấy sự xuất phát trong con người lão chính là tình yêu thương âm thầm tha thiết, mãnh liệt, lớn lao, một tình thương đầy lòng vị tha và đức hy sinh cao cả. Lão là một con người sống có tình nghĩa, có tấm lòng nhân hậu, thủy chung, trung thực, mà lại vô cùng thẳng thắn giàu lòng tự trọng đáng kính cái chết của lão hạc tuy đau đớn về mặt thể xác nhưng chắc chắn sẽ thanh thản về mặt tâm hồn như vậy thì ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn và đồng hành cùng các em để cùng nhau đi thực hành kỹ năng viết, phân tích một tác phẩm truyện thông qua ngữ liệu đó chính là truyện ngắn lão hạc của tác giả Nam Cao. Về nhà các em có thể sử dụng một số những cái tác phẩm nghệ thuật khác của các tác giả khác để chúng ta tiến hành đi phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm đó. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong buổi học tiếp theo. Khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt Sách.